Chào cả nhà nha. Hôm nay mình trở lại thăm Mai Thi sau một thời gian dài chưa quay lại cái xe cá viên chiên của Mai Thi ha mọi người. Mấy bữa nay đi chơi du lịch dưới quê nè, đặng lên rồi bây giờ thì mới trở lại với xe cá viên chiên. Đó. Sẽ cập nhật tình hình hôm nay tí xíu cho cả nhà xem ha. Có gì cả nhà sẽ ủng hộ Mai Thi trong những ngày tiếp theo nè. Hôm nay bị sụp nụ rồi. Đây mặc màu tím với sụm nụ. Tím rịm tím xịt. Mốt đổi màu hồng tươi này nọ. Hôm nay còn nhiều thịt lắm mọi người ơi. Không có nói giỡn được đâu nha. Quá trời luôn rồi. Cũng đã 10 giờ hơn rồi. Đang làm cho hai khách ở đây đó ha. Dạ. Quen. Giờ bớt mưa rồi, khách có lại chưa? Cũng lấy gai anh. Chiều còn nhiều lắm, chiều. Mình tưởng nó bán không được. Mưa, ơ là mưa. Thì vậy là bán không được rồi còn gì nữa. Giờ này còn nhiều hết hồn luôn á, chờ giọt mưa nhiều căng cái đầu lên. Ủa sao bữa nay đẩy ra ngoài xa vậy? Dạ. Mỗi lần để trong lắm rồi em. Tại... đứng ở trong cái máy đó mà sao bên đứng ngoài vậy? Tại chiều nay có học sinh đông quá, nhiều quá. Ờ. Học sinh bảo lợi á, bên mình né né cho xin nó ra. Dạ. Chiều mưa về mấy giờ em mới dọn ra? 4 giờ rưỡi anh. Cũng dọn sớm luôn. Dạ, hả? Dọn sớm luôn. Tại sợ mưa, quá mưa rồi mà bán không được anh. Ờ. Phải dọn sớm, tranh thủ với học sinh nè. Học sinh vô học đây cũng đông á, tranh thủ. Bữa nào làm sớm thì ra sớm vậy. Ồ, hai bạn đã ăn đó hả? Bốn bạn. Bốn người. À, từng hai bạn ăn nhiêu đây là khẩu phần hơi nhiều nha. Mọi người ngắm Mai Thi tí xíu nha. Hôm nay cái áo rất là đẹp nè. Áo may hả? Dạ. Lâu rồi mới cập nhật Mai Thi nha cả nhà. Thời gian qua thì tụi mình đi về quê này nọ, tốn hết mấy ngày. Mai Thi cũng mới bán lại 3 ngày. Thì 2 ngày đầu bán cũng ổn nè. Yeah. Qua bữa nay mưa quá, đang bị sụp nụ chút xíu. Bữa nay mưa quá anh ơi, người ta không ra, bữa nay mưa quá đó. Chứ không mưa bán cũng được lắm. Chắc là đúng cái thời điểm mà mọi người đi ăn uống thì mưa quá nhiều. Dạ đúng rồi, mưa quá. Anh thấy mưa từ cái mé mình là mưa từ 3 giờ chiều tới giờ. Dạ đúng rồi. Sắc xảo đấy em. Ủa đâu đem con đồng dẹp chơi. Mà hồi Mai Thi nói chuyện với mấy bạn chút xíu đi. Mấy bạn này có hay ăn không? Dạ, dạ có. Hai em này là mối ruột. Hai em gái hả? Hai em trai. À, hai em trai. Mối ruột. Mối ruột. Xíu cho mọi người giao lưu tí xíu nha. Dạ. Em coi cũng không nhiều hè đi, bên đâu nhiều chút. Hai em này ở Tân Phú phải không ta? Tân Phú qua lắm à. Tân Phú xa. Tân Phú không? em ở Tân Phú không? Tân Phú không? Bình Tân hả? Bình Tân còn xa nữa. Bình Tân là quận 6. Quận 6 đi qua. Hai em thì qua liền liền anh ơi. Ừ. Từng là qua 2 lần á, ủng hộ nhiệt tình luôn.
đi. Vậy hả? Cảm ơn em nhiều nha. Ủa thôi, có lên ngồi không? Lên ngồi rồi sao còn ngồi nói chuyện đó. Xào me hay là xào mắm? Cái này nước mắm anh, chiên nước mắm. Lấy cái ghế này. Mấy bạn này dễ thương quá, mình qua mình giao lưu chút xíu nha mọi người. Trời ơi, cả gia đình đi ăn còn dẫn theo em bé theo nữa kìa. Em bé dễ thương quá vậy trời. Nè, bữa nay hôm bữa sinh nhật hai em đem đi có việc không? Qua hôm nay hai em đem bánh sinh nhật. Là hai bạn này đấy hả? Đúng rồi, đúng. Bánh sinh nhật cho Mai Thi. Ồ, xuất sắc quá. Happy birthday chưa? Hát lại tặng đi. Anh áp dụng đi. Rồi xuống đi con tớ. Ăn đi giúp ăn bánh sinh nhật. Ui gái ơi. Nó chuột hay sao mặt. Là hay sao mặt nó đẹp. Hai cái mặt hả? Ừ, hai cái lông mặt. Đẹp quá. Khi nào ăn chè bơ kêu chị đi làm. Ăn chè bơ không em? Ăn gì chưa? Gia đình mình ăn rồi à. Cho anh xin cái review giúp Mai Thi nha. Coi là ăn gì chia gì. Thôi, em chụp nó được không mọi người? Chụp nó được không? Đúng rồi, anh ơi. Nó sẽ vui. Được tiếp. Trời ơi, ăn kêu mà biết ngon trời. Nguy hiểm quá cho anh cất cái này đi. Anh nhìn bánh gà nữa. Hai bạn này à. Hai bạn nam là hay ăn ủng hộ đúng không? Thế thì giới thiệu bữa giờ mà không có gặp. Còn hai em bữa qua, em đi, hai em gái nè. Thế sao hai em gái? Sao anh này không ăn? Đang giảm cân hả? Hay sao? Bạn cả chua hả? Ừ, ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Có bạn của bao? Cái từ cái chua đi. Của bao? Hai cây thì gắp cho nó ngon không? Đẹp, hai cây gắp cho chua nó ngon. Ngon hơn cả nhà. Ngon. Ngon. Ngon sao? Ngon xuất sắc. Ngon sao? Ngon xuất sắc hay ngon dịu dàng? Đây, mọi người đang ăn là món chiên nước mắm. Bình thường thì những chỗ khác thì không có cái chiên nước mắm đúng không? Ngon thì con. Rồi, cho anh bé ăn đi kìa. Đâu coi cái bánh sinh nhật của Mai Thi coi sao nè. Bữa giờ cũng 19 âm lịch là sinh nhật Mai Thi đúng không? Ăn hết rồi nữa rồi. Ai ăn vậy? À, chị ăn gì chị ơi? Ăn gì chị gái? Ăn dưa leo rồi để cho mặt dạ. Ăn đúng rồi. Có mai que này chị. Mai vô nè hết rồi chị gái. Mới vừa hết. Ăn có mai que đi chị gái. Thôi vậy lấy chị cái này đi. Hoành Thành. Không ngon. Chị hai hàng. Hai hàng ngon. Nhìn cái thuốc. Có gì để chị gái. Có gì thôi.
mưa đau lòng quá, xuất khẩu thành thơ luôn. Trời chị tự mang đường không, quá trời lớn mưa, dọn hàng trong mưa luôn. Gì cái chua dưa leo đầy đủ chị ăn. Rồi cả nhà ơi, hôm nay thì Mai Thi sẽ còn bán tới khoảng 11 giờ đó. Nếu mà ai có ăn cái viên chiên này nọ thì tới ủng hộ Mai Thi nha. Để bơ nữa, các thứ, cái gì cũng còn nhiều hết trơn.